Và đây là ván đấu của đội của Hip, và rất là vui khi mà lại có thêm một cơ hội để giao lưu với cả các streamer lớn. Hôm trước thì tôi có hỗ trợ cho bên ITB của Mewdy Game một ván đấu, và hôm nay thì đó là streamer Hip. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Các bạn có thể vào slot quan sát nhé. Như vậy là đã đủ người rồi, và bắt đầu ván đấu thôi, không chờ đợi gì nữa. Ok, đây là ván đấu trên đảo quân sự, và chúng ta sẽ cùng đến với cuộc thi ai là triệu phú. Xin lỗi các bạn, ai là người về top 1 ở trong Free Fire hôm nay. Tốt mè phú rồi. Vẫn tiếp tục là những người có rất nhiều ký tự đặc biệt. Và đây là streamer nổi tiếng của chúng ta, Fun Hip, mà sử dụng nhân vật Nikita, mặc bộ đồ bò và rất là sáng tạo với Free Fire. Hình như là ok, chúng ta có mặt ở trong ván đấu rồi, và các game thủ chúng ta sẽ có một cái đường bay từ khu vực bến thuyền và kết thúc ở trong kho quân sự. Ok, đây là một ván đấu mang tính giao lưu nên là tôi sẽ bình luận nghiêm túc hơn so với cả những cái ván đấu mà chúng ta tổ chức để giao lưu tạo phòng thôi. Hy vọng là sẽ có những cái kỷ niệm đẹp. Đây là Fan Thư, đến từ quân đoàn Fan 36, cái huy hiệu thẻ vô cực, và ở rank vàng 4. Các game thủ khác của Fan đây cũng đều là những người đến từ quân đoàn Fun hết. 16 người đầu tiên đều là đến quân đoàn Fun, thì liệu là những thành viên của quân đoàn Fun và những người ở bên ngoài thì có thể chiến thắng được cái ván đấu này hay không? Không bao giờ giao lưu, có một bạn comment mình là không bao giờ giao lưu, mình tổ chức, mình là người mà tổ chức số lượng các phòng giao lưu chỉ sau game của Tạ thôi nhá. May ra số lượng phòng mà mình tổ chức từ trước giờ chỉ ít hơn game Bủ Tạ thôi, nên các bạn đừng có nói là mình không bao giờ tổ chức giao lưu. Trở lại ván đấu thì game thủ của chúng ta Fun, anh Fun Hip, anh ta quyết định là sẽ đáp xuống gần khu vực kho quân sự, và như tôi đã thấy WAF Hades đã gục được Khang 4741 rồi. Hip đang di chuyển vào trong một cái căn nhà nhỏ, và vừa có một người vừa bị hạ gục, không rõ là ngã, tôi đoán chắc là ngã thì phải. Đây là ST cá quân đoàn Fan, vừa rồi thì Pro A Béo đúng một pha headshot đến từ đối phương, và đây có phải là Pro A Béo của quân đoàn Pro A không, tôi cũng không rõ lắm, tại vì quân đoàn anh ta lúc này là FBI USA. Anh ta sử dụng bộ đồ trông khá là giống khủng bố. Đây là bộ đồ người phán xử cộng thêm cái mũ khủng bố, trông rất là hợp. Hồi trước tôi cũng dùng cái combo này. Đây là Z270. Z270 đến từ quân đoàn đẹp trai, mũ 1 giáp 2, đang không có V90 rình rập ở trong khu vực làng thông. Đây là quỷ dữ, và vừa rồi thì HNH23 anh ta đã vừa có một cái pha hạ gục. Đây là đã phát hiện ra đối phương, có một pha bắn sử dụng AK gây ra 24 sát thương lên người đối phương đến từ 113 quỷ. Tại chúng ta chỉ còn lại 19 người. Đây là người vừa có một pha hạ gục top 1 PUBG 69. Ok, trở lại với thành viên của quân đoàn Hip, ST cá, đây là Phan Uzi 3. Anh ta đang di chuyển ở gần phía khu vực quảng trường, có 25 huy hiệu ở trong người. Anh ta đã có mũ 2 sắp 2 và dường như đã có một pha giao tranh, và anh ta đã hạ gục được một mạng. Kiss võ đã là người vừa có một pha hạ gục được rồi. Như vậy là chúng ta thấy là cái game thủ nổi tiếng ra Phan Hip đã dụng rồi. Không biết là ai vừa rồi đã hạ Phan Hip. Đây là Phan Thư. Phan Thư đang di chuyển ở phía khu vực tiền đồn. Phan Thư bị tới khu vực tiền đồn. Cảm ơn bạn Lê Hữu Lý nhé. Chúc em có một cái buổi tối vui vẻ. Anh biết streamer đăng sóc không? Có, anh biết bạn đăng sóc. Nhưng tuy nhiên thì anh cũng chưa nói chuyện bạn đăng sóc bao giờ. Chừng nào tạo giải cho quân đoàn đi anh. Quân đoàn Rikaki Gaming thấy lười online vãi ra. Hip chết rồi, ừ đúng rồi, chả biết sao hip chết nữa. Đây là Phan Uzi 3 đang bị sấy từ đằng sau lưng. Người sấy là một người nào đó trong khu vực quảng trường, quyết định là bỏ xe và đứng lại để có thể chống trả lại đối phương chăng. Trong lúc này thì đảo qua một lượt, chúng ta sẽ xuống phía dưới của vòng lên. Đây là kéo em đi phi em, tôi cũng không biết là tên anh ta đặt tên là cái gì nữa, nhưng anh ta đang là một trong người rất giàu với mũ 3 giáp 4, và có thể là anh ta đã sử dụng cái chắc. Nhưng mà mũ 3 giáp 4 cũng đã bị hạ gục đến từ một pha bắn headshot rất tốt, đó là đến từ Uzi 3. Vừa rồi Uzi 3 có một pha bắn hạ cực hay, hạ gục thanh niên đang nấp ở trên tròi canh. Nhưng trong lúc này thì Uzi 3 cũng đang bị sấy đến một người đối phương. Tôi sẽ bật âm lượng của tôi lên một chút, từ nãy tôi quên mà không bật nên là cho nghe nó hơi buồn.
đây là Phan Bin. Phan Bin đang bị lag à? Anh ta có vẻ là đang có một fan giật lag ở đây chăng? Ok, và chúng ta chuyển qua một người chơi khác. Phan Hà Bá. Đây là Phan Hà Bá, mũ 1, giáp 3. Vừa rồi Pro A Béo lại tiếp tục có một mạng hạ gục nữa. Và có lẽ là anh ta đang là người chơi xuất sắc nhất ở trong cái ván đấu này đây. Đây là Pro A Béo. Pro A Béo đến từ FBI USA. Đã có mũ 3, giáp 3 đột nhập vào trong khu cảng lớn và đã hãm hại hai mạng rồi. Trong tay anh ta lúc này là M79. Đây là M79 và hy vọng là anh ta sẽ hạ được nhiều mạng ở trong cái ván đấu này. Và có một bạn nói là CMR Game đã xuất hiện hack rồi không giờ leo rank. Thì nếu các bạn quay lại được những cái trường hợp hack như vậy thì các bạn có thể quay phim lại xong rồi gửi email về cho email Rikaki Gaming nhé. À quên nhầm, xin lỗi, gửi email về cho cái email rikaki89@gmail.com của mình để mình có thể biết đang có những cái hack khủng gì mới không. Ok, đây là Pong Angla. Pong Angla lâu lắm thì tôi mới thấy bạn này xuất hiện trên livestream của tôi. Hình như bạn này thì toàn chơi buổi tối thì phải. Nên là cái khi thấy bạn này. Đây là Execution 211. Execution mũ 2 giáp 2 cũng không có gì mới mẻ lắm và đang di chuyển ở sát cái khu vực vòng bò phía gần xưởng cơ khí. Đây là B-Boy CN 213 đang ở trên cổng trời và với hướng di chuyển như thế này có lẽ là đã phát hiện ra mình được lên sóng TV và đã có một pha đứng vỗ tay để lôi kéo sự chú ý của khán giả. Và trong cái lúc mà đang vỗ tay thì vị trí của anh ta đã bị lộ với B-Boy 213 rồi. Trở lại với trên đầu bản đồ thì đây là gấu Legend. Gấu Legend đã đến thời điểm này rồi nhưng gấu Legend vẫn chưa có giáp. Có thể là giáp của anh ta đã bị bắn bay mất rồi cũng nên. Bởi vì tôi thấy anh ta đã có một mạng gục. Đây là Star Knight. Star Knight đang nấp ở trong một cái căn nhà ở giữa khu vực làng gốm và làng thông. Ở đây là một cái chỗ chạm điện. Và mũ 1 sang 2 đồ đạc không có gì đặc biệt với Scar và khẩu M1014 thôi. Canon Fox VN đang có một pha giao tranh đang nấp ở ngay trong khu quân sự, nấp ở dưới cái xe hỏng của khu quân sự và chỉ mới chỉ có ra một WS. Hades lại tiếp tục một pha gục vào với khẩu FAMAS huyền thoại thì anh ta đã được nêu tên cực kỳ đặc biệt ở trên cái giao diện của game rồi. Trận sau pass là gì vậy? Pass trận sau chúng ta cứ đặt pass nhẹ nhàng thôi. Đúng là hôm nay anh nói là anh không livestream nhưng mà bởi vì anh nhớ ra là anh có hứa là hỗ trợ cho bên của Hip một cái ván đấu nên là anh thôi lại cố gắng livestream vậy. Đây là Soạt ớt cay, một trong những người chơi có tên cực kỳ ấn tượng trong bàn đấu này. Vẫn là Scar và Spas. Và trong người anh ta lúc này là mũ 2 giáp 3. Anh ta sử dụng mấy combo, đó là combo của cha dượng con gái, hay còn gọi là combo Andrew và Kelly. Và nếu các bạn nào mà xem phim Kinh Búp Bê thì các bạn biết là chuyện gì xảy ra giữa cha dượng và con gái rồi đấy. Và đây có bạn nào là fan Kinh Búp Bê không nhỉ? Đây là lớp mèo. Ok, anh ta đang nấp ở một vị trí nào đó và tôi không được nhìn thấy đồ của anh ta một chút nào cả. Đây là TAT Mid, mặc dù đặt tên là TAT nhưng mà không phải ở trong clan team ăn thịt. Lúc này thì chúng ta đã ở vòng bo thứ 2 của bán đấu và vòng bo đang từ từ rất chậm chậm thu lại. Và ở thời điểm này thì các game thủ không có gì mà phải vội vàng cả. Tôi lại vừa thấy Pro A Béo lại có thêm một hạ gục nữa. Anh ta có cần khủng khiếp như vậy không? Anh ta đang là người giết nhiều mạng nhất ở trong bàn đấu này. Sau khi mà đã chiếm được khu vực cảng lớn thì đã có pha hạ gục được rồi. Một lát ghi pass qua anh đọc nhanh quá anh không vô được. Ok, chút nữa thì anh sẽ chat cái password lên kênh livestream nhá để cho các bạn dễ vào hơn. Chào GBVN. Đây là Z27011113. Đây là TTN Kiss Võ Assassin. Quân đoàn Assassin gấu nhồi bom 1. Cũng lâu lắm tôi mới thấy gấu nhồi bom. Như vậy là vừa có một pha phát hiện ra đối phương đang nấp ở xe và vừa nhảy xuống, nhưng mà gấu nhồi bom quyết định là sẽ không giao tranh. Bởi vì sao? Ở trong tay anh ta lúc này chỉ có khẩu K98 thôi. Chỉ có khẩu K98 thôi và người ta không dại gì mà nhảy xuống cả. Vẫn tiếp tục là một pha thi đấu rất khắc liệt ở phía trên cầu. Chúng ta sẽ chuyển đi, Pro A Béo lại tiếp tục giết được cái mạng nữa. Tôi không biết đấy có phải là cái game thủ Pro A Béo đến với cả Pro A Béo KR đến từ Pro A không, nhưng mà tôi thấy là anh ta đang giết hơi bị quá đà rồi. Đây là WS Hades.
Mũ Ba Zappa cũng là một trong những người chơi xuất sắc nhất ở trong cái ván đấu này, khi mà anh ta hiện tại đã có 3 mạng hạ gục được rồi. Và với Mũ Ba Zappa thì đồ đạc ngon lành như thế này thì cũng được đấy. TS Pong chửi Rikagi Gaming mà. Các bạn TS Pong chửi mình lúc nào đó nhỉ? Lông côm thật. Đây là Star Knight. Star Knight đang là một trong những người sống sót cuối cùng từ phía của quân đoàn của Hip, cũng như là ST Cá và Funny gì đó, phải này tên là gì tôi không biết nữa, Hi Sữa hay là Hi Sữa Sữa gì đó. Nói chung bạn này bắn cũng đang khá là tốt đây này. Mũ Ba Sát Ba mà với SK và MP40. Và tại sao không rất là nhiều bạn không dùng khẩu P90 thì mình thấy khẩu ấy rất là mạnh. Hiện tại thì bạn Fan này đang ở khá là xa bản đồ và có lẽ đang đi tìm một cái xe chăng? Có lẽ đang đi tìm một cái xe để có thể tiến vào trong khu vực bản khu vực vòng bo chăng? Trong lúc đó thì Hà Bá đang ở giữa khu vực đó và anh ta đã bị bắn rồi. Anh ta đã bị bắn sấy rất ác liệt đến phía đối phương, nhưng mà tôi thấy là những cái pha sấy vừa rồi nó không được quá chính xác. Quyết định đặt tường băng ra để có một cái cover tốt và bơm máu. Liệu bơm máu kịp không? Đối phương đã nhảy ra rồi, sấy rất tốt nhưng không kịp bìm tâm, và WF Hades lại có thêm một pha hạ gục tốt nữa. Anh ta đã có 4 mạng trong trận đấu này, đang ngồi bơm máu về 22/200 máu. Đây là HNNH23, một người chơi đặt tên cực kỳ hack não cho tất bất kỳ bình luận viên nào có thể đọc được tên của bạn này. Trận sau giao lưu với em đi, Phương Chi một chưa một lần được giao lưu. Star Knight vừa rồi đã có một pha bắn chết được NMQ. Star Knight có một pha bắn rất tốt và đó là mạng hạ gục đầu tiên dành cho Star Knight. Lúc này thì soạt bớt cay, anh ta đã có 2 mạng hạ gục và đang liên tục di chuyển về phía gần khu vực vòng bo. Và hy vọng những cái góc nhìn của tôi thì không làm cho anh ta bị đá stream. Đây là Poa béo KR có xe đang hướng đến phần KR, béo KR xe quyết định lao vào nhưng mà béo KR chuyển sang M1873 để chạy cho nhanh chăng. Đây là Famas, anh ta sấy vỡ cái thùng ở trong khu vực nhà để có thể tí nữa nấp vào trong đó mà không sợ bị đối phương phát hiện. Đã phát hiện rất nhanh ra, và đây tôi nghĩ đây là cách bắn của một game thủ chuyên nghiệp. Anh ta phát hiện rất nhanh ra đối phương đang nấp ở cái khu vực cây thông và anh ta mở nòng ngắm lên sấy ngay, bắn rất ghê. Thua béo và có lẽ đây là một game thủ chuyên nghiệp rồi. Anh ta lia cái tâm vào trong bụi cỏ, phát hiện ra một cái màu đỏ và ngay lập tức anh ta sấy ngay vào người đối phương. Có lẽ đây chính là cái thành viên của đội Proa, đội vô địch của khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong cái giải đấu vừa rồi. Anh ta bắn rất ghê luôn. Tôi cũng chưa bao giờ được xem Proa béo thi đấu trực tiếp cả, trừ cái giải đấu khu vực thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Nhưng ở trong giải đấu đó thì cái góc nhìn của chúng ta thì không lia được vào Proa béo và Proa béo KR nhiều. Và trong cái vòng loại của Hồ Chí Minh vừa rồi thì cameraman anh ta hơi ưu ái cho quân đoàn AFK, nên là góc nhìn thường là bên AFK thì nhiều hơn. Đã phát hiện ra một người ở phía trên đồi và Proa béo anh ta quyết định là sẽ có một pha công vào vị trí của đối phương, mở nó ống ngắm lên, không quyết định không mở ống ngắm mà quyết định dùng M79, một pha căn 79 cực tốt, và Proa béo đã hạ gục được xoa ớt cay. Bắn quá ghê đi. Đây là cái buổi giao lưu với cả Hip, tuy nhiên thì đây lại trở thành cái sàn diễn riêng của một game thủ chuyên nghiệp của giải đấu đấu trường sinh tồn rồi. Đó không, đây không phải Proa béo à? Ok, không phải con nằm Proa béo nhưng mà bắn cũng như Proa béo, quá ghê luôn. Ok, quá ghê luôn. Proa béo ở quân đoàn AK. Vâng, cảm ơn những cái thông tin cung cấp đến từ bạn Chiến Gaming nhé. Được, hắn quá là ghê, quyết định là sẽ công vào trong căn nhà này ngay trong khoảng một vài phút nữa. Trên tay đang là M1873, liệu sẽ có một pha headshot không? Không, quyết định là sẽ bỏ qua, có lẽ đoán được đối phương đã thoát khỏi vị trí này rồi. Đây là boom đẹp dai, cầm trong tay MP90 và AK và đang nấp ở trong một cái container ở phía ngoài khu vực doanh trại. Đây là Z2720, trong tay là P90 và M60. Thực ra hai cái súng này thì sát thương của nó không phải quá lớn, nên là cái khả năng gây sát thương cũng không phải là ghê gớm đâu. Đúng rồi, anh đọc comment trên máy tính, anh
livestream, xong rồi anh đọc comment từ cái YouTube ở trên máy tính. Đó, thì như vậy thì mới dễ nhìn thấy comment được chứ. Chứ còn nếu không thì làm sao mà nhìn thấy được. Đây là Z27 mà đã phát hiện ra một người bên kia sông, nhưng quyết định là sẽ không bắn. Mà khi mà không bắn thì đã bị đối phương hạ gục rồi. Tại sao lại có một pha chần chừ như vậy nhỉ? Vừa rồi là HNH. Ui dồi ôi, lại tên ông này đọc khó lắm, thật thề luôn. Tên này đọc khó vãi trưởng, HNNH23. Trở lại ván đấu thì một trong thành viên cuối cùng của Fun đó là Hy Sữa. Không, tôi chắc là Hy Sữa đi, tại vì tôi cũng không biết tên mẹ đọc là gì hay là Thi. Bạn nào mà không bị cái ký tự đặc biệt ở trên iPhone có thể đọc hộ tôi tên của cái bạn này được không? Bạn nào có là Fun với mũ 3 giáp 4 và B40 và cái khẩu Scar ở trong tay đang lái xe chạy vòng quanh cái vòng trắng của khu vực doanh trại này và đang cố gắng là đi tìm một người nào đó để có thể hạ gục được. Và trong lúc này thì chúng ta cũng chỉ còn lại 6 nguyên thủ thôi. Broa béo người đang thi đấu cực kỳ xuất sắc trong màn đấu này với 7 mạng hạ gục. Anh ta hiện tại cũng đang nấp ở phía trên khu vực doanh trại. Trong khi đó thì 113 quỷ dữ anh ta đang nấp ở phía cái căn nhà đơn lẻ dựa vào trong cái bờ sông, dựa vào trong cái bờ sông cạn của khu vực quảng trường. Chúng ta đang chờ đợi điều gì? Trong tay là M79 đã phát hiện ra một người di chuyển ở trước mặt, và người này có thể chính là Pro Béo. Trong khi đó bên tay trái lúc này thì đang có một cái xe đang di chuyển, và 113 quỷ dữ anh ta sẽ làm gì đây? Anh ta làm gì đây? Chờ đợi đó là những cái gì mà họ đang thực hiện. BCS Coco nấp ở chính giữa tòa nhà trung tâm của cái khu vực vòng bo. Đây hứa hẹn ra một vòng bo cực kỳ căng. Cái xe vừa rồi chạy đó là của Hy Sữa, và như vậy là Coco đã bị bắn gục rồi, nấp ở một vị trí không quá an toàn, đó chính là Coco. Hy Sữa anh ta đầy kinh nghiệm, quyết định là đỗ xe lại. Kìa, trước mặt có người hay sao? Bro béo đang lao vào và ném một quả lựu đạn lên trên để check xem đối phương có ở trên đó không. Như vậy là quỷ dữ với cái khẩu M79 của mình đã bắn hạ thanh niên nấp ở trong nhà lúc nãy. Lúc này chúng ta chỉ còn băng tâm 123 Hy Sữa, 113 quỷ dữ và thành viên cuối cùng của đoàn fan này thôi. Đây là thành viên cuối cùng đoàn fan, liệu là những cái người mà vào phòng sau hay là thành viên của đoàn fan sẽ là người chiến thắng ở trong một ván đấu custom giao lưu với streamer hit này. Ok, như vậy Hy Sữa đang là người níu lại cái hy vọng cho người thanh vân hit, nhưng không ổn rồi. Bro béo đã phát hiện ra băng tâm ở đây và đã sấy anh ta rất là gắt. Bro béo 113 quỷ dữ và Hy Sữa, ai sẽ là người chiến thắng? Một pha 79 bắn thẳng vào vị trí của 113 quỷ dữ, tuy nhiên không làm cho anh ta mất quá nhiều máu. Ở bên tay phải chúng ta phát hiện là Hy Sữa đang di chuyển ở vòng ba, game thủ đang liên tục đặt ra các tường băng để có thể che chắn những sát thương đến từ đối phương. Hy Sữa có ba quả lựu đạn ném về phía vào tường băng của Bro béo, tuy nhiên là những cái quả lựu đạn này nó chưa đến nơi, chỉ góp phần làm cho Bro béo ra xa khỏi vòng thôi. Tôi không nghĩ là Hy Sữa còn lại nhiều tường băng trong ván này, quyết định lao ra sấy nhưng không ổn rồi. Bro béo đã sử dụng M79 rất tốt để có thể hạ gục được Hy Sữa. Như vậy là thành viên cuối cùng quân đoàn fun của Hip đã bị hạ gục. Chúng ta chỉ còn lại câu chuyện giữa hai người, đó là một trong những người chơi cực kỳ xuất sắc nhất trong bản đấu này, Bro béo với 9 mạng hạ gục và 113 quỷ dữ. Liệu ai sẽ là người chiến thắng ở trong cái pha đấu này đây? Tôi cực kỳ tò mò với cái pha đấu này đây. Vòng bo đã thu lại rồi, không còn điểm nào để có thể nấp được nữa, liên tục tạo ra tường băng như những cái mê cung để có thể chắn được nhau. Đã nhìn thấy nhau rồi, và như vậy là Bro béo đã có một pha headshot, 10 mạng hạ gục được trong ván đấu này. Một cái thành tích quá khủng khiếp cho Bro béo. Hack rồi, có một số bạn đã nói là hack rồi. Ok, nghe thì có vẻ như là cũng là hack rồi cũng nên. Ok, password trận sau. Trận sau thì hy vọng là các thành viên của Hit cũng có thể quay trở lại với màn đấu này.